Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em Và Tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm mặt dây sapphire quý phái. Em và tôi trao chọn niềm tin đồng hành cùng bạn. Mặt dây sapphire quý phái được chế tác tinh xảo từ chất liệu vàng 14K và viên sapphire thiên nhiên. Sapphire được coi là viên đá của hoàng tộc bởi vẻ đẹp và giá trị của nó luôn thu hút ánh nhìn. Không chỉ đẹp, sapphire còn là viên đá phong thủy, đem lại nhiều may mắn, bình an đến cho người dùng. Do vậy, đá sapphire thường được gắn trên trang sức đá quý đắt giá, sang trọng. Mặt dây sapphire quý phái phù hợp cho người mệnh thủy và kim. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 951535 35 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu. Giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.